Chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại Samsung Core 2 Duo. Cái Duo này thì nó có chữ S đằng sau. Khi mà đọc tên lên thì nhiều bạn hình dung ra nó là cái chip xử lý Core 2 Duo của Intel dùng khoảng 5-6 năm trước. Nhưng mà thực chất thì nó là cái phiên bản tiếp theo của cái Core Duo. Cái Core Duo là cái máy giá rẻ của Samsung và nó cao cấp hơn Galaxy Gen hay là Galaxy E một xíu. Và bây giờ thì chúng ta có cái Core 2 Duo là cái đời sau. Thì cái máy này sẽ được bán chính hãng với giá khoảng 4 triệu đồng. Với cái giá gần 4 triệu đồng này, 3,99 triệu đồng thì bạn sẽ có một cái máy với màn hình 4,5 inch, độ phân giải 480x854, một cái máy khá là dễ thương. Máy có chip xử lý 4 nhân 1,2GHz, 768MB RAM và đặc biệt là camera 5 chấm với khả năng lấy nét tự động. Thì cái sản phẩm này hiện đang chạy Android 4.4.2, tức là một trong những máy chạy Android cao nhất hiện nay, kể cả khi nó ở cái phân khúc giá rẻ. Thì cái Samsung Core 2 Duo này có thiết kế rất là đặc trưng của Samsung và nó cũng khá là dễ thương, khá là nhỏ gọn so với cái tiêu chuẩn điện thoại bự ngày nay. Samsung họ vẫn quyết tâm họ duy trì cái kích cỡ hơi nhỏ ở cái dòng giá rẻ, tức là khoảng 4 inch 4 inch rưỡi, trong khi một số nhà sản xuất khác ví dụ như Nokia XL hay là những cái máy Zenfone 5, Zenfone 6 thì nó đã lên tới 5 hoặc là 6 GHz. Thì tùy vào cái người sử dụng mà họ sẽ cảm thấy họ thích cái kích cỡ màn hình nào hơn. Thì đối với một người bình thường thì cái kích cỡ 4.5 inch hoặc là 5 inch thì có lẽ là vừa hơn là cái kích cỡ mà 6 inch. Ở mặt trước thì bạn sẽ có cái logo Samsung. Chúng ta có cái loa thoại, có mic, có chữ Duo S thể hiện là máy có 2 SIM. Ở đây chúng ta có cái nút đa nhiệm, có nút home phím cứng. Samsung họ vẫn duy trì cái việc sử dụng nút cứng ở trên các cái dòng máy của họ. Chúng ta có phím back ở phía này. Đây là cạnh bên thì bạn sẽ có hai phím tăng giảm âm lượng. Cái viền rất là đặc trưng của Samsung với cái viền nhựa và giả những cái đường kiểu như là kim loại. Ở phía dưới bạn sẽ có một cái mic, cái cổng micro USB dùng để sạc và đồng bộ dữ liệu. Chúng ta có phím nguồn ở đây và cái khất để mở cổng 3.5 trên đỉnh. Mặt sau là camera 5 chấm, loa thoại và đèn flash LED. Thì cái mặt sau của cái con Core 2 Duo này nó cũng được giả da giống như là trên Galaxy Note. Giờ xin mình sẽ mở nó ra. Cái máy này khá là dày nhưng mà khi mà cầm lên thì cảm giác rất là dễ chịu, bởi vì Samsung họ làm cho cái máy nó hơi bầu vào phía trong và khi mà bạn cầm lên thì nó rất là vừa tay. Ở đây thì chúng ta không có cái mạch NFC, có khe cắm SIM và micro SD. Đây là cái khe cắm SIM chính, khe cắm SIM phụ thì sẽ nằm ở bên đây. Viên pin của máy có dung lượng là 2000 mAh, khá là tốt đối với một cái máy như thế này. Thì cái Samsung Core 2 Duo này đang sử dụng cái Android 4.4, một cái hệ điều hành tối ưu cho những cái máy cấu hình không tốt, cấu hình chưa cao nên máy chạy rất là mượt và cái độ trễ nó không nhiều so với cái cấu hình của máy. Hiện tại thì các bạn mình cầm đang sử dụng chip 4 nhân của Samsung 1,2GHz, Android 4.2.2. Chúng ta sẽ nói về cái chất lượng hiển thị của màn hình. Thì cái chất lượng hiển thị của màn hình nên theo mình là khá là tốt đối với một cái máy ở tầm giá này. Tức là khi bạn nhìn vô thì bạn sẽ thấy là cái màu nó hơi nhạt một xíu, đặc biệt là cái màu trắng có vẻ như là bị đẩy lên hơi dư một xíu. Nhưng mà những cái tiêu chí còn lại khá là chất lượng, tức là khi mà nhìn vô bạn sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhìn vào những cái biểu tượng như là Chrome thì bạn sẽ thấy những cái đặc tính mà mình nói vừa nãy, tức là màu nó hơi nhạt và cái màu trắng, cái độ tương phản hơi thấp. Nhưng mà ở cái tầm giá này thì mình cũng không có chê nhiều về cái màn hình. À, xin cảm ơn các bạn.